Vâng, xin chào các bạn nhé. Chúng ta lại tiếp tục video ở trên kênh các bạn. Hôm nay thì chúng ta lại đi chợ Cốc Ly. Chợ Cốc Ly này thì các bạn biết đấy, diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần. Và hôm nay lại là thứ ba các bạn. Bây giờ nó rơi vào tầm 6 giờ sáng đây mà trời đã có tia nắng rồi. Có nghĩa là chợ hôm nay có khả năng là tan rất là sớm. Và toàn bộ số trâu của chúng ta ngày hôm nay các bạn, không biết là thương lái người ta mua hết hay chưa, nhưng mà hôm nay thì mình thấy là số lượng trâu thì cũng rất là ít nhá. Đấy, toàn bộ này. Đấy, số lượng trâu hôm nay rất là ít. Thì vì thế mà Tây Bắc TV tranh thủ đi quay video cho mọi người xem luôn. Đấy. Kênh của chúng ta thì còn rất là nhỏ, thì rất là mong các bạn và mọi người xem đăng ký kênh ủng hộ để cho kênh ngày càng phát triển hơn và có nghị lực đi, để Tây Bắc TV có nghị lực để đi quay video cho mọi người xem nhé. Thôi, không nói thời gian dòng nữa, bây giờ là mời các bạn đi cùng Tây Bắc TV dạo một vòng chợ trâu để xem giá cả hôm nay như thế nào, xem có con trâu nào đẹp, con ghé nào giống nào đẹp, mình quay cho các bạn xem. Mục đích video ở trên kênh thì là muốn truyền tải cho các bạn biết là chợ Tây Bắc, những đặc điểm nổi bật, đặc sắc, cũng như là cái gọi là những cái nét văn hóa ở trên chợ phiên như thế nào nhé các bạn nhé. Còn giá cả trâu thì các bạn xem nhiều trên kênh rồi thì các bạn cũng biết thôi, nó có nhiều giá và tùy vào từng thời điểm nhé các bạn nhé. Đấy, có một số thời kỳ điểm mà trâu rất là đắt, không lại có một thời kỳ điểm mà trâu rất là rẻ các bạn. Nên các bạn xem thì các bạn cũng chỉ là để tham khảo thôi. Ở đây có một con, đây có một con nghé, nghé cá, nghé đực các bạn. Không biết là con của mẹ nào. Đấy, con này khá là đẹp các bạn. Đây con nghé này các bạn này. Con này cũng thuộc nghé giống nhé các bạn nhé. Không biết là mẹ của nó là mẹ là con mẹ này hay là con mẹ bên kia. Ủa trông nó là của con này hay con này các bác? Con này béo nhỉ, mẹ béo thế. Đây chắc là nó theo con mẹ này, chắc là con của nó các bạn. Cặp này chắc là khá là đắt tiền đấy các bạn ơi. Mình không thấy chủ đâu, để mình hỏi cho các bạn xem. Đấy. Mọi em nghe giống các bạn. Mọi em nghe giống khá là đẹp. Và màu sáng này. Đấy, các bạn có thể là quan sát kỹ này. Con nghe giống này thì là chắc là chưa đầy một tuổi các bạn. Chưa đầy một tuổi nhưng mà nó khá là đẹp. Đấy, các bạn có thể quan sát kỹ ở đằng sau các bạn. Tí nữa gặp chủ thì là mình sẽ báo giá cho người xem nhé. Đấy, buổi sáng này các bạn, trời nắng rất là nhanh. Mình thấy là bắt đầu nóng nóng rồi các bạn. Đấy, trâu của chúng ta ngày hôm nay rất là ít các bạn. Yeah. Khu vực này đa số là trống nhé các bạn nhé. Mà hôm nó đông lắm nhưng mà hôm nay là ít. Mọi người đang bảo trâu thời điểm này đang rẻ các bạn. Thì là bên Trung thì chưa mở cửa. Đấy. Và mặt hàng tiêu thụ ở trong nước ấy, về nhu cầu về trâu ấy, thương phẩm ấy, hoặc là trâu giống trâu ấy thì vẫn còn thấp nhé các bạn nhé. Nên trâu cũng khá là rẻ. Và không biết cặp này là của bác nào đấy các bạn. Buổi sáng mọi người đang tâm sự nói chuyện với nhau thì mình cũng ngại hỏi các bạn. Mọi người
con nghé con nó lại chạy sang bên này các bạn. Không biết là con mẹ là con nào, con này con này. Vì con này bên con này con cái. Đấy, con bên này con cái này, con này bên này con cái các bạn. Đấy, là không biết là của con nào. Đấy, nhưng mà con nghé này nghé giống các bạn. Đẹp. Thấy mọi người đang bàn hình như là tầm 4 mấy các bạn. Người ta trả 3 mấy, mình chưa biết. Chắc là con là của con này các bạn. Nhờ con mẹ to nhỉ, thuộc giống mẹ to các bạn. Kia bên cạnh này có một em trâu cái giống nhỏ các bạn. Người ta đang báo giá là đầu 2 nhưng mà anh ấy thấy anh ấy lắc đầu luôn, chắc là trả tầm 10 mấy đây. Chào sếp. Đi quay chơi. Đấy, sếp biết giá con này không? Đang tính rồi con cơ, không tính con mẹ. Con kìa. Con nghe giống mà không biết là nó thuộc con này hay con này. Nó thuộc con của con này hay con này. Đằng kia có một con nghe giống đẹp. À, đằng đây này các bạn này, đằng đây có một con nghe giống đẹp này. Đây này các bạn ơi, đây cũng có một con nghe giống đẹp này. Đấy, con này đẹp nhỉ? Cho em quay tí nhá. Con này con cái con được cái chị? Con cái. Cái à? Con này cả cặp đằng đây chị? Cả cặp, cặp này bao nhiêu tiền chị? 34 triệu thôi. 34 à? Rồi thế thôi. Mình báo 34 thôi, đúng không? Để cho thế họ rể. À, đẹp nhỉ, con cái đẹp. Con này thuộc nghe giống các bạn. Con này cao khoảng là 1m15, 1m1 đấy nhỉ? Tầm đấy. Đấy. Nghe quá đẹp luôn. Đấy. Ví dụ bán lẻ con nghe này tầm bao tiền? Ví dụ 12 triệu thôi, bây giờ rẻ quá. Nhưng mà nó cũng đẹp nhỉ? Nghe giống đẹp này. Nếu mà cặp cả cặp này 34 triệu ạ. Thế họ trả cao nhất là bao nhiêu? Họ cho 34 mà mình không bán được. À họ trả 34 rồi thì thế mình là bán 38 à? Báo là 3 mấy? 36 à. Đấy, đấy các bạn có thể nghe đây nhá. Chị báo là 36 này. Có người trả 34 thì chị chưa bán nhá. Vì có một con nghe giống khá là đẹp, nghe cái các bạn. Mình quay chi tiết con chủ yếu là con nghe cái cho các bạn xem nhé. Đây. À, con này có quáy nhỏ nhỏ ở đằng trước kìa, lệch về mắt. Nếu mà chiều bên này thì bên trái nhé. Còn nhìn thẳng về đằng trước là phía bên phải các bạn. Đấy, quáy này. Mình sẽ xem quáy các bạn. Con này quáy vai này, quáy bả vai, quáy hông này. Con này đẹp các bạn. Lông mượt nhé. Đây, các bạn có thể nhìn quáy này. Thì ngày xưa thì các bạn biết đấy, các ông bà thì hay chọn theo những cái gì mà nó ở trên người đấy. Nhìn bằng thị mắt các bạn xem quái ấy, rồi chân tay đẹp hay không này đấy. Mình thấy em nghe này khá là đẹp đấy. Cả cặp này thì là chị báo là 36 nhé các bạn nhé. Có người trả 34 thì chị chưa bán các bạn. Nghe cái con này mà con đực nữa thì là có giá nhỉ. Thì nghe đực bao giờ nó đắt hơn nghe cái một tí các bạn, lệch nhau khoảng 2-3 triệu. Còn con mẹ thì đây con mẹ đây, chủ yếu là mình quay con nghe cái cho các bạn xem. Nghe giống các bạn, nó thuộc hàng giống đẹp thì mình quay cho các bạn xem. Mình vứt hạt đi nhá, vứt hạt đi nhá, vứt hạt đi nhá. Trời bắt đầu nắng rồi. Đấy, hai mẹ con đi chợ chơi này các bạn này. Đấy, trẻ nhỏ mình không quay nhiều các bạn. À, ở bên này là mọi người đang xem một con ồ đây cũng có một cặp đẹp này. Ôi. Dạo này mình thấy là một số con nghe giống rất là đẹp nhé các bạn nhé. Con này là con mẹ. Đây này các bạn ơi, đây có một em nghe giống tuyệt vời luôn. Đấy, con nghe giống đẹp lắm. Quá đẹp nhỉ. Đây. Con này con được cái con cái đấy các bạn ơi.
mình đi xem đuôi trâu. Y chà, con này con đực các bạn. Đấy, chân tay đẹp nha các bạn nhé, quá đẹp luôn. À, xoáy hông này các bạn ơi, đẹp. Xoáy bả vai này. Con này cầm này đẹp chứ nhỉ? Đẹp. Đấy, làm giống. Con này đực này, con đực nữa đẹp này chú nhỉ. Ờ, đẹp. Quá đẹp luôn, màu nó cũng đẹp. Cái đang đẹp rồi. Ừ. Nhưng mà màu của nó, màu lông nó cũng đẹp. Con này khoảng bao nhiêu tiền ba? Họ báo bao nhiêu tiền? Cặp này họ báo bao nhiêu tiền đi anh? Còn còn bác à? Họ báo bao nhiêu tiền ba? Chưa hỏi à? Đẹp này. Con này đẹp này bác này. Nghe đẹp, nghe giống ấy. Thật đấy, con này đẹp thật đấy. Con này đẹp đấy. Quá đẹp mà. Con này cặp trâu non. Vâng, nghe mà chưa đầy 2 tuổi, hơn tuổi thôi. Chưa được tuổi ạ. Chưa được 1 tuổi. À, đẹp nhưng mà đẹp nhỉ. Gần 1 tuổi. À sừng ạ. Đẹp xem. Nên đây được 1 tuổi rồi. Chưa hơn nhưng mà là bao nhiêu? Con này bao nhiêu? Con nghe này ạ. 10 triệu. 10 triệu. Chắc là trêu chứ, nghe này 10 triệu người ta hốt luôn. Chắc người quen nó trêu các bạn. Tưởng 10 triệu. 10 triệu thì người ta khanh đi từ lúc nào rồi, làm gì còn ở đây. 10 triệu thì cũng. Con này nghe cái, nghe cái. Con này nghe cái. Nó mà nghe được nữa thì đẹp. Nhìn người đẹp nhưng mà cái xương nó xấu. Nghe cái con cái mà. Thay xương nó đẹp, dây con mẹ thì đẹp. Xương nó xấu. Vâng, cho thấy cái sừng cũng nó chưa được đẹp nên cũng chưa dám chê. Thấy nó cúp cúp nhiều. Vâng. Nhưng mà con này là con cái các bạn. Đây. Cái nhé các bạn nhé. Nghe cái giống. Con này người ta phá chín rồi. Các bạn nhé, con này thì khá là đẹp rồi nhưng mà người ta là chê cái sừng nó xấu. Thì là mình cũng thấy là mình chưa dám chê. Thì là mình quay lại cho mọi người xem nhé. Đây. Đấy. Vẫn chưa là 10 phân biện 10 nhé các bạn nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển sang một em trâu khác nhé các bạn nhé. Vì nhưng mà mình chưa hỏi được cặp này là bao nhiêu nhỉ? Không biết là chủ của ai. À thế mới lạ. Thì mọi người đang xem hai con trâu trắng bên kia các bạn. À, con trâu trắng kìa. Nếu mà vừa giá quá nhá, có bảo lấy cái chủ về. À, hai trâu trắng đây các bạn. Giá là nói gì? Hai con. Hai con người ta đang trả 47 triệu các bạn. Có nghĩa là tầm hai mấy cái? 23 triệu một con, 23 năm các bạn. Ông đem lấy con này tiền 24 năm để cho em. Bán nào bạn? Không có thấy rồi, giờ mua đồ đó rồi, do mua cho nó. Hai con trâu hồng, hai con trâu bạch tạng, hai con trâu trắng các bạn. Đấy, đang báo giá là 235 thành tổng là 47 triệu các bạn. Còn con này tí mình hỏi cho các bạn sau nhé, mình tranh thủ xem con này các bạn ơi. Hai con trâu trắng này tầm 2-3 triệu 500. Đấy. Trời lắng rất là nhanh rồi, chưa đến 7 giờ mà trời đã tia nắng rất là mạnh rồi. Đây hai con trâu trắng này các bạn nhé. Chủ đang báo giá là đòi 49 triệu nhưng mà thương lái người ta đang trả là 47 triệu các bạn. Chúng ta quay trở lại với cặp nghé này các bạn. Con nghé này nuôi
nuôi trâu thì mình em cũng kiếm tiền đấy, chứ không có nuôi trâu. Nóng quá. Ôi, hôm nay chưa đến 7 giờ mà trời rất là nắng rồi các bạn. Cảm giác rất là nóng, mùa hè mà nóng nhanh thật đấy. À, mình vẫn chưa hỏi được cặp trâu này giá bao nhiêu nha các bạn nhé. Nhưng mà con nghe thì bề ngoài khá là đẹp các bạn. Thì bây giờ là mình muốn biết thì là mình sẽ đi hỏi chú vừa nãy hỏi mua các bạn. Để xem chú ấy trả bao nhiêu. Thì cho nó chuẩn các bạn hỏi gì. Cho chữ to rồi, bụng nó to rồi. Đây này. Chỉ thấy tông chỉ có nó biết nữa. Thế người ai bán, biết người... được nó chửa. Chú vừa hỏi cặp kia là bao nhiêu tiền chú? Đẹp 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 này. Cặp này này mình chỉ lấy. Họ chưa bán à? Nhưng mà chú sẽ vừa trả bao nhiêu? Không không trả. À, mình không phải hàng. Thế họ như họ báo bao nhiêu đấy? Họ nói 50 triệu là trả họ vào 45-47 triệu họ bán. Đấy họ báo 50 triệu thôi ạ. Thế là con này bao nhiêu tiền? Mì Phước à? Con này à? Dán qua gì đấy? Bọn nó giờ bán triệu rồi nhưng mà nó cứ bảo nó chửa, nó không lấy, nó nóng bảo chửa. Mà cháu là con này cháu xem có là chửa. Đấy không, hỏi nó. Không chửa thật đấy. Xe cái đích này mấy con kia xe nó có giống con này đâu. Đích con này nó xuống hết rồi. Chỗ này là nó phân đẻ rồi. Châu chửa lâu phết đấy, 11, mười mấy, 11 năm mà nhỉ? 1 năm. Ngựa thì 11 tháng. À, rồi ok các bạn nhé, chúng ta đã hỏi sơ qua được cặp này rồi. Thì là cặp này người ta báo là tầm 50 triệu các bạn. Báo vậy các bạn. Đấy gọi là báo vậy thôi, còn giá thực tế người mua được với giá tầm nào thì vẫn chưa đếm tiền nhé các bạn nhé. Nên chúng ta vẫn trong cái vụ này thì vẫn chưa chuẩn xác nhé các bạn nhé. Còn là báo giá vậy thôi. Còn đang quay về cặp trâu hồng này, vẫn đang thương lượng nhé các bạn nhé. Đấy, người ta trả 23 triệu 500 thì chủ đang đòi 49 triệu các bạn. Anh kia đang mua kìa. Cặp trâu hồng nhá. À, có thể nhận xét chung của ngày hôm nay là chợ hôm nay là rất là ít trâu nhá các bạn nhé. Số lượng trâu của chúng ta rất là ít, ở trên chợ rất là ít. À, tăng lên 24 triệu rồi các bạn. Là 48 triệu rồi. Nó giả lý sự nó trả nhiều rồi. Cả chợ đây ông hỏi cả chợ xem có là mấy ông bán đứng đắn thì dạ ngay tao giải quyết mày nghe em tí chưa chưa đến nơi đó anh đi không nói thế ba thằng em đâu có nhà có gì cô em sẽ đến tiền anh mai ăn bắt phở bắt số gọi rồi để mọi nhá nhá xem mọi ba tiền đấy chưa đơn rồi. Hai con trâu trắng này đã được bán rồi các bạn nhé. Giá thực tế ở chợ phiên là 48 triệu.
có nghĩa là 24 triệu một con thôi. Thì là mình sẽ quay cụ thể chi tiết. 35. Đã. Thế bảo 4 lên 424 rồi. Vừa lúc đầu là 235 không bán nhưng mà 24 bán rồi. Mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nhé, để cho mọi người áp giá nhé. Bởi vì là con này con trắng đó, trâu trắng. Đấy. Hai con trâu này thì độ thương phẩm cũng gọi là tầm trung rồi các bạn. Và con kia nó to hơn một tí này, con này nhỏ hơn một tí, con kia nó cao khoảng, nó đang đứng ở dưới bùn nhưng mà con này chắc là cao khoảng gần 1m2 các bạn. Con kia chắc là được 1m2. Đấy, con này gần 1m2. Ngày xưa là bán con được con này là cho con này rồi. Chưa bây giờ mà. Thì toàn mày dân không biết mày dân rồi mày muốn con 50 triệu. Việt Nam mà tỉnh này có Trung Quốc này kiểu gì cũng có ngày lại đi chơi đua xe lăn rồi. Giải mấy? Này không mở được là do mình hay là do Trung Quốc? Chắc do Trung Quốc chứ mình thì muốn thông lắm chứ. Trung Quốc nó rào hết rồi làm sao mà thông? Nhưng đấy là do Trung Quốc họ không mở với mình, mình muốn 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 thông lắm chứ. Đấy, so với thời kỳ ngày trước ấy thì là chắc là bán một con cho một con các bạn. À, có nghĩa là giá của ngày trước nó cao các bạn. Đấy, nhưng bây giờ thì giá nó thấp. À, ok các bạn nhé, chúng ta sẽ đi một vòng. Thì chợ ngày hôm nay thì rất là ít trâu các bạn. Đấy. Kia có một con nghè cái cũng khá là đẹp, tầm nhỡ kìa các bạn. Nghè cái nhỡ. Có nghĩa là nó cũng lớn to to rồi. Chợ hôm nay là rất là ít trâu để quay cho mọi người xem. Ở trên này có cả bò đây. Mình sẽ đi đến đoạn Lào để hỏi giá được nhỉ. Bởi vì là bây giờ là mình thấy là chủ trâu đi chơi đấy. Chắc nó đứng từ xa nhìn thấy nhiều quá nó mới ra. Lắng qua chủ trâu chạy đi chơi. À kia chủ kia. Chủ vẫn quen các bạn đây. Bao tiền đấy à? Đàm phán ạ. À, rồi ok nhé các bạn nhé. Các bạn cũng có thể là nghe vừa nãy câu chuyện vừa nãy đấy. Thì đang báo giá là 38.500.000. Đấy, mình quay từ xa cho các bạn xem. Thì em trâu này cao thì cũng gần khoảng 1m3 các bạn. Đấy, chân tay cũng đẹp. Có người đang trả 34.500.000 ạ. Có nghĩa là giảm 4 triệu các bạn. Bây giờ là mình sẽ quay tổng thể đằng sau và đằng trước cho mọi người xem nhé. Đấy. Đây, các bạn có thể là quan sát đằng sau này, vanh này. Mình cũng không muốn bình luận nhiều để quay thực tế cho mọi người xem thôi. Đấy, mọi người có thể xem chân tay các bạn ơi. Trời nắng quá. Đây.
bạn nhìn kỹ nhá. Không cả chắc phải không phải cả đâu. Hôm nay ít trâu. Hôm nay rất là ít trâu ạ. Con kia nó cũng to kìa, nó bần bần nó cũng to. Hay nhìn xa nó vậy. Nói chung là hôm nay thì không biết là khu đường kia có trâu to hay không, nhưng mà con này thì gọi là cũng rất là tầm trung của chợ rồi. Nói chung là nó cũng thuộc hệ to to rồi các bạn. Cái hôm nọ hôm qua hôm kia đi Bắc Hà thì nhiều trâu to. Còn hôm nay thì chắc là ít trâu to các bạn. Và số lượng trâu bò của chúng ta ngày hôm nay thì cũng rất là ít nhé các bạn nhé. Đây. Một hôm ở khu này chật cứng luôn. Nhưng mà bây giờ là còn khoảng trống rất là nhiều các bạn. Chứng tỏ là chợ hôm nay là rất là ít trâu bò. Ok các bạn nhé, con đấy chủ đang báo giá là 38.500.000. Có người mua chỉ giả 36.5 thôi các bạn. Chưa bán được, nói chung là người ta chỉ giả mức đấy thôi. Hiện tại vẫn chưa bán nhé các bạn nhé. Báo giá là... Chủ có nói câu nữa là 37 thì cũng không bán. Chính tỏ là vẫn chưa bán được cái vụ đấy nhé các bạn nhé. Thì chợ ngày hôm nay thì cũng ít trâu các bạn. Video cũng khá là dài rồi thì Tây Bắc TV xin tạm dừng video ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tây Bắc TV nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào video sau, clip sau. Đúng con này rồi nhỉ.